Cảnh sát Thái Lan cho biết ông Thaksin đã được chuyển đến một bệnh viện sau khi gặp vấn đề sức khỏe trong đêm đầu tiên bị giam. Nhà tù đánh giá tình hình và nhận thấy không có đủ bác sĩ, thiết bị y tế để chăm sóc bệnh nhân. Do đó, ông ấy đã được chuyển đến bệnh viện cảnh sát, trợ lý cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, Prachuap Wongsup hôm nay cho biết. Ayut Sinthopan, lãnh đạo cục cải huấn Thái Lan, nói ông Thaksin bị tăng huyết áp do khó ngủ trong đêm đầu tiên trong nhà tù. Các bác sĩ và y tá đã khám và khuyến nghị chuyển ông ấy đến bệnh viện cảnh sát để đảm bảo an toàn. 8 sĩ quan đã đi cùng ông Thaksin. Truyền thông Thái Lan đưa tin, ông Thaksin được chuyển đến bệnh viện cảnh sát vào khoảng 1 giờ ngày 23 tháng 8. Ông Thaksin, 74 tuổi, giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001, nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông sau đó rời đất nước, sống lưu vong từ năm 2008 để tránh phải ngồi tù. Thaksin bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng chúng mang động cơ chính trị. Cựu thủ tướng ngày 22 tháng 8 trở về Thái Lan và được xe cảnh sát đưa đến tòa án tối cao, nơi ông nghe các bản án ông đối mặt. Ông bị buộc các tội danh gồm lạm dụng quyền lực, hành vi sai trái, ra lệnh bất hợp pháp cho một ngân hàng nhà nước, phát hành khoản vay nước ngoài và nắm giữ trái phép cổ phiếu thông qua người được chỉ định. Sau khi tòa án tối cao tuyên án 8 năm tù, ông Thaksin được áp giải đến nhà tù tạm giam Bangkok thuộc khu phức hợp nhà tù Klong Prem. Các bác sĩ tại bệnh viện cục cải huấn Thái Lan đã khám và chẩn đoán ông Thaksin có 4 vấn đề về sức khỏe liên quan tim, phổi, huyết áp cao và thoái hóa cột sống. Bangkok Post đưa tin, tại cuộc họp báo ngày 22 tháng 8, ông Ayut Sinthopan, lãnh đạo cục cải huấn Thái Lan, hé lộ kế hoạch dành cho cựu thủ tướng Thaksin sau khi ông bị kết án. Ông Ayut cho hay, trại giam sẽ đảm bảo an ninh cũng như các điều kiện sinh hoạt cho ông Thaksin. Ngoài ra, do ông Thaksin chắc chắn sẽ được thăm hỏi bởi các thành viên gia đình, các cộng sự thân cận, đại diện của nhiều tổ chức khác nhau. Do vậy, ông sẽ được cung cấp một không gian phù hợp để gặp gỡ họ. Người đứng đầu bộ phận y tế của cục cải huấn, ông Watanachai Minbanchetdas, cho biết với những vấn đề sức khỏe, ông Thaksin được xếp vào nhóm cần theo dõi sức khỏe thường xuyên. Lãnh đạo nhà tù, ông Nasty Thongprat, nói mọi tù nhân, trong đó có ông Thaksin, đều phải cắt tóc ngắn, mặc áo trắng. Theo cơ chế dành cho tù nhân cao tuổi có vấn đề về sức khỏe, ông Thaksin ban đầu được đưa đến một phòng riêng ở khu 7, trung tâm y tế của nhà tù. Tại đây, ông được theo dõi sức khỏe 24/24. Phòng của ông Thaksin được trang bị quạt điện nhưng không có điều hòa và có phòng bác sĩ bên cạnh. Bunsong Teriyapirom, cựu bộ trưởng thương mại trong chính phủ của cựu thủ tướng Inglak Sinawat, cũng đang bị giam tại nhà tù này. Ông bị kết án 48 năm tù sau khi bị buộc tội tham nhũng trong chương trình trợ giá lúa gạo của chính phủ. Sau sắc lệnh ân xá của hoàng gia và một số lần giảm án, hạn tù của ông được rút ngắn đến ngày 21 tháng 4 năm 2028. Nhiều người đồn đoán rằng ông Thaksin muốn ngồi tù ngắn nhất có thể. Ông nhiều khả năng sẽ xin lệnh ân xá của hoàng gia. Đơn xin ân xá có thể do ông hoặc người thân của ông làm. Khi đó, một ủy ban của cục cải huấn sẽ xem xét và gửi đến Bộ Tư pháp, Thủ tướng trước khi trình quốc vương. Quá trình này có thể mất 1-2 tháng. Có đồn đoán rằng, việc trở về của ông là kết quả của một cuộc siêu thương lượng và ông Thaksin dường như đặt cược vào khả năng ông sẽ không phải ngồi tù quá lâu. Napong Rajaswipotech, một nhà nghiên cứu khoa học chính trị tại Viện Nghiên cứu Isingsop Isak, Singapore, nhận định quyết định về nước của ông Thaksin cho thấy ông ấy đã nhận được cam kết sẽ không phải thực thi toàn bộ án tù. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.